À, ngồi trên mông đẩy cao vừa nãy em làm rồi, xuống đẩy cao, ok, tập trung. Rồi tập trung 10 phút nhá. Rồi tập trung. Chuẩn bị. Bài đầu tiên, ngồi thẳng, cầm tạ nhỏ, xoay eo. Ngồi thẳng, cầm tạ nhỏ, cầm hai cái luôn để sát bên hông. Rồi, chuẩn bị, tập trung, xoay eo, 3 2 1. Vô. Đúng rồi. Đó, gồng tập trung khóa cái cơ bụng ở giữa lại, xoay. Chính xác. Tốt. Đúng rồi. Gặp tập trung khóa cái cơ bụng nhỏ giữa lại xoay. Tốt. Cứ thế. Chính xác. Chính xác. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Hít thở đều nha em. Hít thở đều. Hít thở đều, xoay và hít thở đều. Đúng rồi. Xoay và hít thở đều. Tốt. Tiếp tục, gồng ở cơ bụng xoay chậm hơn một xíu cũng được, xoắn cái phần cơ bụng lại một chút. Đúng rồi. 5 giây. 4 3 2 1. Ngừng. Rồi, hít thở. Hít thở. Hít thở. Rồi, cầm một tạ đơn, cầm một tạ đơn. Rồi. Bây giờ nhúng xuống, quăng xéo lên, thả xuống. Vào. Quăng xéo lên, đúng rồi, nhúng xuống. Nhúng xuống. Quăng xéo lên. Quăng xéo lên, tốt. Tốt. Quăng xéo lên, tốt. Tiếp tục. Tốt, cứ thế tiếp tục như vậy nha. Đó, quăng xéo lên. Quăng xéo lên, đúng rồi, đó, quăng xéo lên, dùng cái cơ bụng quăng lên, gọng gồng cái cơ bụng quăng mạnh lên. Tốt. Tốt, cố gắng lên, còn 15 giây nữa. Hóp bụng vô, còn 15 giây nữa, ráng lên. Tốt, ráng lên, còn 15 giây nữa. 5 giây nữa, 4 3 2 1. Ngừng. Rồi, động tác tiếp theo. Rồi, em nhìn qua hướng bên kia đi. Rồi nâng người lên, mở cái tay, không có cầm tạ. Không có cầm tạ. Rồi, mở tay, ép lưng. Đúng rồi, đúng rồi, vô. Đúng rồi, đó, tốt. Ép cái lưng vô, đập cho cái lưng nó thon gọn. Chính xác. Ép cái lưng vô, đập cho cái lưng nó thon gọn. Đúng rồi, chính xác. Tiếp tục. Dùng cái lực mạnh hơn. Ừ, đúng, chính xác. Đó, ép cái lưng vô, cho cái lưng nó thon gọn. Đúng rồi đó, tiếp tục như vậy. Còn 15 giây. Ráng lên, còn 15 giây. Đúng rồi, chính xác. Tiếp tục như vậy đi. Tốt. Tiếp 6 giây. 4 3 2 1. Ngừng. Rồi, bài tiếp theo. Kéo lưng ưỡn ngực. Đó, góc cái này đi, em nhìn vô hướng cái đèn này, nhìn qua hướng cái đèn, qua hướng cái đèn một xíu. Rồi. Chuẩn bị đưa tay về trước, kéo ngược ra sau và khép cái khuỷu tay lại, vô. Khép khuỷu tay lại, đúng rồi, chính xác. Tốt, khép khuỷu tay lại, đúng, chính xác. Khép khuỷu tay lại, đúng rồi em, rất tốt. Khuỷu tay em co sát vô cái bụng một xíu, đúng rồi, rất tốt, đó, như vậy đó. Tốt. Tốt. Tiếp tục. Tiếp tục, còn 15 giây. Tốt. Tốt. 5 giây, ráng lên. 5 4 3 2 1, ngừng. Rồi. Bài tập thứ 5, cầm tạ đơn lớn. Đẩy cao ha. Đẩy cao. Chuẩn bị. Giữ nguyên góc độ đó, đẩy cao lên, đẩy tới xuống, hóp bụng vô, đúng rồi, chính xác. Đẩy xuống, hóp bụng vô, rất tốt, tiếp tục, đẩy xuống. Đó, gồng cơ bụng đẩy như vậy, rất tốt, tiếp tục. Tốt. Tốt, tập trung, đẩy. Đẩy cao lên, đúng rồi, chính xác rồi đó. Còn 15 giây nữa.
hít thở sau em đẩy bọt nó lên luôn em. Em đẩy bọt nó lên luôn để nó vô cơ bụng nhiều nha. Đúng rồi, chính xác, đẩy bọt nó lên như vậy đó. Tốt. Đẩy mạnh lên, đẩy bọt lên, đúng rồi. Tập như vậy nó mới có eo thon được. Đúng rồi đó, tập như vậy mới có eo thon được. Tốt, ngưng. Hạ xuống, hít thở, 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 hít thở chưa? Rồi, chuẩn bị vô lại bài đầu tiên, tạ tím vào, xoay, xoay, chuẩn bị, rồi, tiếp, xoay, xoay, đúng rồi, xoay, tốt, 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 cứ thế tiếp tục như vậy nha. Tốt rồi em. Đúng rồi, cứ xoay như thế. Cứ xoay như thế. Còn 15 giây nữa. Ngưng. Hít thở, 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 hít thở. Rồi, chuẩn bị. Cầm một tạ tím, quăng lên, đập xéo xuống, quăng lên, quăng xéo xuống, quăng xéo xuống. 3, 2, 1, vào. Đúng rồi, chính xác, quăng xéo vậy đó. Tốt. 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 Quăng xéo lên như thế. Đúng rồi, quăng xéo lên. Tốt. Tốt. Tiếp tục đi em. Tốt. Quăng mạnh lên nha. Đúng rồi. Còn 15 giây, tập trung hít thở. Chính xác. 5 4 3 2 1. Ngưng, hít thở, hít thở. Thở đi, thở, 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 thở. 6 5 4 3 2. Mở lần, mở lần. Rồi, chuẩn bị. Vào, mở lần. Đúng rồi, ép vô. Rất tốt. Thẳng cái cánh tay ra một chút em. Thẳng cái cánh tay, ép từ từ ra. Mở cái lần vô, đúng rồi đó. Vậy đó, chính xác. Đúng rồi, ép mở cái lần ra như vậy. Nó sẽ vô được cái phần lưng của em nhiều hơn. Rất tốt, tiếp tục. Tốt, cái góc độ này là lý tưởng rồi nè. Đó, góc độ ép cái cơ lưng ra như vậy. Chính xác. Tốt. 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 Ừ, mở lưng như thế. Đúng rồi. 4 giây nữa, ráng lên em. 4 giây nữa, ráng lên. Ngưng. Hít thở. Rồi, tiếp theo kéo lưng nha, em nhìn qua hướng bên kia đi, nhìn qua hướng bên kia, rồi, đúng rồi, ok, rồi, kéo lưng, đẩy tới trước, kéo lưng về sau, 2, 1, vào, tốt, đẩy tới trước, kéo lưng về sau, đúng rồi, đúng, chính xác, đẩy mạnh tay tới trước, giật ngược ra sau, khép cơ lưng lại, tập cho cái phần lưng thon gọn, rồi, tốt, tiếp tục, tiếp tục. Tốt, tiếp tục. Tốt. Tốt, rất là vô cơ lưng, tập cho cái lưng nó thon gọn. Chính xác rồi đó. Đúng rồi. 15 giây nữa. Hít thở đều, nhìn thẳng tới trước đi em, ưỡn ngực lên. Hóp cái bụng vô một xíu. Ép cái cơ lưng giật vô mạnh vô, đúng rồi. 4 3 2 1. Ngưng, hít thở. Hít thở, hít thở. Rồi, đẩy, ôm tạ đơn lớn, đẩy cao. Bài cuối nè. Đúng rồi, góc đó. Rồi, chuẩn bị. Vào, đẩy. Đúng rồi, chính xác. Tiếp tục, đẩy. Tốt.
tiếp tục đẩy lên, tốt, chính xác. Hóp người xuống, đẩy mạnh lên, đúng, chính xác. Tới luôn, tốt. Rồi xả xuống, đẩy, rất tốt, nữa đi. Rồi, tập trung, hóp cái bụng vô, hít thở. Rồi, quay qua nhìn qua hướng bên này một xíu. Rồi, rất tốt, đẩy tiếp, xuống, hít sâu vào, đẩy lên, gồng ở cơ bụng vô, chính xác. Quăng mạnh lên, dùng cái lực cơ bụng tống nó lên nha. Em dùng cái lực cơ bụng em tống nó lên. Tốt rồi đó. 6 giây nữa. 5 4 3 2 1 ngừng. Rồi, thả, hít thở, hít thở. Rồi, như vậy là chúng ta vừa xong tập xong những cái bài tập đứng trên đầu gối với cái tạ đơn. Các bạn cần phải cố gắng kiểm soát cái kỹ thuật, cái khả năng trụ, cái khả năng thăng bằng, cũng như cái việc bạn gồng cái cơ bụng để điều khiển qua xéo, qua trái, qua phải, lên trên, vừa để tập cho cái lưng thon gọn và cái eo nhỏ nhắn lại ha. Rồi còn nếu bạn nào chưa quen với những bài tập vừa rồi và chưa đủ sức để kiểm soát để tập được như vậy thì các bạn cứ inbox fanpage để đăng ký khóa online của Rai Long Fitness để có được cái chương trình tập phù hợp hơn đối với sức của bạn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Các bạn nhớ inbox fanpage để đăng ký khóa online của Rai Long Fitness ha. Rồi, các bạn lưu ý một điều á, là nếu các bạn còn một vấn đề nữa nãy giờ mình chưa nói với các bạn, đó là những cái bài tập vừa rồi nó tương đối nó phù hợp với những bạn có vóc dáng nhỏ, thon gọn và trọng lượng nhỏ. Nếu mà bạn nào trụ lên đầu gối lâu quá thì các bạn cần một cái tấm thảm đủ tốt để trụ nha. Rồi, nhưng mà nếu mà trọng lượng cơ thể của bạn nó dư mỡ quá nhiều thì các bạn phải cố gắng tập nhiều hơn những cái bài tập đa dạng khác để nó giảm trọng lượng thì bạn mới dễ dàng tập và điều khiển được cái cơ thể của sự linh hoạt để tập những cái động tác như vừa rồi nha. Còn nếu mà trọng lượng của bạn đang, ví dụ như lượng mỡ của bạn đang dư mười mấy 20 kg thì cái bài tập trên đầu gối như vừa rồi nó không thật sự là nó phù hợp đối với bạn. Bạn hiểu vấn đề không nha? Rồi như vậy thì nếu bạn cần cái bài tập phù hợp hơn đối với tùy cái trọng lượng và thể lực và tuổi tác với những cái kỹ thuật bạn thì cái inbox bay đăng ký mua học online của Rai Long Fitness để có được cái chương trình tập phù hợp hơn đối với thể lực, thể trạng, kỹ năng, kỹ thuật, khả năng kiểm soát trọng lượng, lượng mỡ thừa trên cơ thể của bạn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Rai Long Fitness.